trong nước nhỏ gọn xinh yêu này có gì mà là khắc tinh của mảng bám vậy? Cùng mình xem nha. Hộp sản phẩm sang chảnh đúng chuẩn hàng luôn, hộp rất là chắc chắn, có đầy đủ thông tin nguồn gốc sản phẩm luôn. Không dài dòng nữa, bây giờ cùng mình inbox ngay nha. Mình sẽ có một phiếu bảo hành, một thư cảm ơn, một quyển hướng dẫn sử dụng, một cáp sạc, một túi đầu tăm nước, một thân máy. Thân máy nhìn sơ qua rất là đơn giản với logo Magic, nhưng khi kéo ra sử dụng có đầy đủ thông tin luôn nè. Chức năng cũng rất đa dạng, ba lựa chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe của răng. Chế độ bình thường normal, chế độ êm dịu short, chế độ xúc nhiệt pulse, áp lực nước mạnh từ 30 đến 100 psi, loại bỏ 99,9% mảng bám trong mọi góc ngách ở khoang miệng. Tuy nhỏ gọn nhưng chứa được đến 165ml nước, phù hợp cho một lần sử dụng mà không cần chăm thêm nước. Ống hút nước có thiết kế viền lò xo chắc chắn, giúp dễ dàng cho việc tiết nước. Tiêu chuẩn chống nước IP7, giúp bà vô tư vệ sinh trực tiếp dưới nước. Tăm nước RO83 này với dung lượng pin 1800mAh sử dụng được hơn 20 ngày luôn. Cổng sạc Type-C thông dụng, có thể dùng bất cứ đâu. Tiếp theo là túi đựng đầu tăm nước, máy gồm hai đầu tăm nước, đầu tăm tiêu chuẩn, đầu tăm áp lực mạnh nữa nè. Thao tác lắp đặt cực kỳ dễ dàng luôn nha. Công dân Jersey mà không mua ngay chiếc máy tăm nước đa năng này.